Dạ em tên là Nguyễn Văn Hải. Dạ quê quán là ở Bình Phước, mà hiện tại em sinh sống là hai nơi, ở Bình Dương và ở thành phố Hồ Chí Minh. À, tức là em ở trọ hai nơi. Làm việc ở đâu? Dạ em làm việc thì ở công trình, theo công trình đó anh. Em làm bên kỹ sư điện. Kỹ sư điện. Dạ. Còn em giới thiệu đi. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Nam ở bên kia và chào tất cả quý vị khán giả ở trong trường quay ạ. Em tên là Tuyết Hương và năm nay em 33 tuổi. Hiện tại thì đang làm công việc phụ trách truyền thông cho một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, nhưng mà quê em ở đâu em? À, em quê gốc là ở Nghệ An nhưng mà gia đình thì đang sinh sống ở Đồng Nai ạ. À, Đồng Nai thì cũng gần Bình Dương ha. Dạ. Rồi em trai, em giới thiệu cho đàn gái biết là ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em thì nhiệt tình với bạn bè. Gì nữa? Có ga lăng với phụ nữ không? Dạ có ạ. Có hả? Dạ. Rồi có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì em hay nóng vội. Nóng vội? Dạ. Tức là ví dụ như em thích cái món đồ đó là em cần suy nghĩ em mua thôi. Dạ. Cửa điện có nóng vội không? Dạ không ạ. À. Cái đó là bắt buộc phải cẩn thận ạ. À. Ừ, cẩn thận nha. Dạ. Em cái điểm mạnh của em là gì ạ? Điểm mạnh của em thì em nghĩ là em thấy mọi người nói là em tốt bụng, thì nấu ăn cũng rất là ngon ạ. Và em là một người suy nghĩ rất là tích cực về tất cả các vấn đề trong cuộc sống lẫn như trong công việc ạ. Điểm yếu sao? Điểm yếu của em thì em nghĩ là em cũng hơi nóng tính một chút ạ. Dạ, nhưng mà sau này thì em cũng tập yoga cũng như là mình cũng tập để mình kiểm soát cái cảm xúc của mình. Dạ, trước tất cả các cái vấn đề. Dạ, đúng rồi ạ. Em có cái tật xấu gì không? Trước khi đi thì mọi người bảo là nếu mà kể tật xấu thì chắc phải cần đến 3 số là đã. Vậy hả? Tức là nhiều tật xấu đó. Là ví dụ như là bình thường thì trông rất là khó tính, rồi trông lạnh lùng, dạ, rồi nhìn cũng hung dữ. Nhưng mà khi tiếp xúc rồi thì thấy cũng vui tính và cũng hơi nhây nhây một tí. Ủa em có hung dữ nữa em hả? Dạ đúng rồi ạ. Trời ơi. Ngoài yoga ra thì em có học một cái môn thể thao nào khác không? Thì lúc trước thì em có tập gym hoặc là tham gia cái Muay Thái và... Trời ơi! À. Hung dữ mà học Muay Thái nữa. Thì nguy hiểm dữ cái trời. Nhưng mà bây giờ thì em đã tập yoga rồi anh Linh ạ. Yên tâm. Ơi, nghe thấy sao? Dạ, Hải. Em nghe cũng bình thường thôi ạ. À. Tại vì em cũng là người lanh lẹ nên trên em ra đòn có thể em né được á. Không sao. Dạ không sao. Em có điện không sao. Dạ. Em gái trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình chính thức. 2 mối rồi. Dạ vâng ạ. Dài nhất là mấy năm? Dạ 2 năm ạ. Ngắn nhất là bao lâu? Dạ ngắn nhất thì chắc khoảng vài tháng thôi ạ. Cái mối tình đầu tiên thì lúc đấy em khoảng 25-26. Thì thực sự là em nghĩ là em chưa thật sự là trưởng thành trong cái nhận thức cũng như là cái hành động của mình. Còn cái mối tình thứ hai thì lúc em 28-29 thì em nghĩ là em gặp đúng cái người, nhưng mà chắc là không đúng thời điểm ạ. Dạ vâng. Là chia tay lâu chưa cơ? Dạ lúc 29 tuổi ạ. 29 tuổi. Vâng ạ. Còn bên đàn trai, em có mấy mối tình rồi? Dạ em thì được 2 mối tình anh ạ. Mối tình đầu tiên là lúc còn sinh viên, quen được 5 năm. Rồi sau đó thì cũng nói chung là còn sinh viên mà cũng chưa trưởng thành, nói chung là cũng chia tay. Dạ, mối tình gần nhất là đã cách đây 3 năm, quen được cũng 3 năm. Nhưng mà lý do? Lý do chắc có lẽ là đạo à. Em có đạo hay bên không kia? Em bên Phật, bên kia là bên đạo. Xin lỗi, em bên là... kia bên đàn gái có đạo không? Dạ em không anh Linh ạ. À rồi, dạ. Vậy tốt rồi. Em đàn gái xinh đẹp. Ồ, dễ thương em quá. Em Linh. Em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Khoan để Bưng hỏi chút xíu là bạn này á, em có yêu thiên nhiên, yêu thú vật cái là này? Em là một người cũng rất là yêu động vật ạ. Thích con gì? Em thích chó. Thích chó? Cũng sẽ thích với anh rồi đó. Bên đó cũng thích chó luôn dạ, hả? Dạ đúng ạ. Em thích loài gì? Bạc rê chị ạ. À. Chó bạc rê. Wow. Bên đây thích chó bạc rê. Trời ơi, em thích chó gì? Em thích chó Púc ạ, là chó mặt nhăm nhăm và sệ sệ ạ. Chó mặt sệ đó. Dạ vâng ạ. Trong các cái mối quan hệ trước ấy thì thực ra là cũng có đôi chút khó khăn với một số bạn nam, là bởi vì các anh ấy không thích chó mèo và động vật ạ. Tại sao? Tức là đâu em nói ví dụ thôi, không thích là không thích sao? Ví dụ như là không thích rồi bỏ nhau hả hay sao? Em thì em hay nói với các anh ấy là em có con gái, em là mẹ độc thân, đơn thân của một bé gái 4 tuổi. Thì hầu như là nghe xong đến đấy thì các anh ấy đã lấy đà và chạy đi mất rồi. Thử em có con đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà thực ra thì con gái của em lại là một bé chó ạ. Hôm nay em có mang bạn ấy đến đây ạ. Vậy hả? Hôm nay là con gái đi theo mẹ luôn hả? Dạ vâng ạ. Phải bà kia không? Dạ đúng rồi ạ. Bà đang lè lưỡi. Không,
Nói chung là hai bạn đồng sở thích được rồi. Dạ. Vậy là khỏe rồi. Nhưng mà về ngoại hình thì sao? Em muốn cái người đàn ông của em phải như thế nào? Dạ, chắc là từ 1m67 trở lên. 1m67. Còn mặt mày sao? Cái mặt có sệ sệ không? Trông miễn là nhìn manly là được ạ. Còn còn lại thì chắc là không sao ạ. Nhưng mặt càng sệ càng tốt đúng không? Dạ, chắc không sao đâu ạ. Trời ơi. Giống không? Không, không có giống. Không sể tí nào luôn á. Không, thực sự là hai bạn này là gọi là nam thanh nữ tú đó, đúng không? Trai tài gái sắc đó. Cũng hợp ha. Đó. Nói cho chị Vân biết là mình muốn tìm người yêu thế nào đi. Đúng rồi. À, thì em cũng muốn tìm người yêu thì cũng đơn giản thôi. Ngoại hình dễ nhìn, sạch sẽ là được rồi. Nói chung ăn mặc tươm tất, gọn gàng là được rồi. Không có cần tiêu chuẩn mấy. Em không thích điều gì bằng nữ? Thì chỉ là xăm môi thôi, xăm môi đậm á, chứ không phải tự nhiên thì không sao. Xăm môi? Xăm mà xăm đậm á. À, em có xăm không? Dạ, em dùng son rồi ạ. Dùng son thôi chứ không dùng không xăm đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ. Xăm tự nhiên thì cũng vẫn không sao ạ. Dùng son Yurika. Em đi với ai ạ? À, em đi với bạn của em ạ. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Huyền Linh và xin được chào anh cũng như là bên hỏi nhà trai. Con là Như Quỳnh, hiện đang là bạn của chị Hương, nhưng mà nói bạn là cũng là thuộc về đồng nghiệp, cũng là đứa em, cũng sống cùng với chị Hương ở thành phố Hồ Chí Minh này. Em sẽ nói với chị Hương là về anh này thì em cảm thấy là anh là một người điềm tĩnh, có cái độ từng trải. Thì em muốn hỏi anh một điều là chị của em thì rất là yêu chó. Thì nếu như sau này anh quen chị của em và nếu như tiến xa hơn á, thì liệu rằng anh có chấp nhận cái điều đó hay không ạ? Riêng anh thì cũng bản thân là cũng đam mê nuôi chó rồi. Dạ. Thì cái điều đó thì anh cũng vẫn chấp nhận, có thể là chăm sóc được. Dạ. Nói vậy thôi chứ có đứa con đi, đứa con nó dạ, khóc thì... đi rồi lo cho chó hay lo cho con. Dạ thì vấn đề nếu mà sau này, nếu như anh chị có tiến đến tương lai, có tiến đến xa, nếu như có em bé trong khoảng thời gian đầu thì tụi em ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn có thể chăm sóc bé Bơ này thay cho chị trong cái khoảng thời gian đó. Tôi nói cái bà không bằng lòng mới quay mặt xong rồi tới chưa? Bơ ơi, ý con sao? Ý con thì con cũng muốn là cô với chú cho nhau một cơ hội để đến với nhau. Thì Bơ cũng muốn là có chú để về chăm sóc cô và Bơ luôn ạ. Dạ. Trời dạ, cảm ơn em. Lấy chồng mà cũng hỏi chó nữa thấy chưa? Người ta không có coi con này là chó nữa, người ta coi là con rồi, là bé Bơ 4 tuổi, giới tính là gái. À dạ. Yeah. Làm nó ghét tôi á. Không muốn nhìn mặt tôi luôn kìa, nãy giờ làm có thấy chưa? Lè lưỡi biểu môi đó. Rồi. Em đi với ai ạ? Dạ em đi với bạn của em. Dạ xin chào hai MC, xin chào quý vị khán giả và em gái và em xin chào họ nhà gái. Dạ em là bạn thân của Hải. Thì riêng về Hải thì là Hải là một con người rất có hiếu với gia đình, hòa thuận với anh chị em trong nhà. Nói chung là rất biết lắng nghe và quan tâm tới những người bạn xung quanh. Về phần em gái này thì nói chung là nhìn bên ngoài thì là rất là dễ thương, xinh xắn. Tính tình thì là như nãy giờ mọi người cũng trao đổi thì hầu như là hai người có vẻ là rất là hợp tính với nhau. Thì qua đây thì cũng mong là hai bạn là cho nhau một cái cơ hội bấm nút để hai bạn tiến xa hơn. Vậy xin cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn em. Thôi bây giờ thì mình mở rào đi nha. Mà không nhìn tôi nữa thấy không? Em chào anh. À, chào em. À, anh có món quà muốn gửi em nha. Dạ, em cảm ơn ạ. Em có cuốn sách này gửi tặng anh. Cuốn sách có tên là Đừng bao giờ đi ăn một mình. Thì em hy vọng là sắp tới thì trong cuộc sống hay là trong công việc thì anh sẽ không phải đi ăn một mình nữa. Rồi, cảm ơn em nhiều. Rồi, các bạn cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên các bạn gặp nhau đấy. Dạ, nãy giờ khi mà nghe em miêu tả qua cái hàng đào như vậy thì anh cảm nhận về em như nào và lúc gặp thì anh thấy như nào ạ? Qua mô tả, qua em nói chuyện thì em là người rất là vui tính và cũng có hài hước. Em rất là nhây ạ. Không sao, nhây cỡ nào anh cũng chịu được mà. Dạ. Tại vì em chưa có quen được anh thôi chứ anh cũng chúa nhây đó. Dạ. Dạ, anh quan niệm như thế nào về vấn đề trong tình cảm cũng như là vấn đề vấn đề tình cảm thì anh là một người rất là nghiêm chỉnh, dạ, nghiêm túc. Quan điểm của anh á là dạ, quen là sẽ cưới chứ không có phải là thời gian nên chờ đợi lâu. Dạ. À, như em ví dụ như quen được thì khoảng bao lâu thì ví dụ như mình kết hôn ví dụ vậy? Dạ, em nghĩ là từ 6 tháng đến 1 năm ạ. À. Anh thấy thế nào ạ? Thì anh thấy nếu mà 6 tháng đến 1 năm thì cũng cái thời gian đó là cũng khá dài. Như thế nào thì không dài hả Hải? Hải muốn mấy tháng?
Thì ý em nói là ý của em là 6 tháng đến 1 năm là cái thời gian là quen nhau là cũng khá lâu đó chị. Tìm hiểu được nhiều á chị. Dạ. Bây giờ tuần mình hẹn được mấy lần, mình thích lãng mạn hay em không? Em đang sinh sống ở Sài Gòn này hả? Dạ vâng ạ, em sống ở quận 11 ạ. À quận 11. Dạ. Thì khi mà ví dụ như em thường thường là em rảnh là những cái giờ nào? Em thì làm việc giờ hành chính á, cho nên là sau giờ làm thì khoảng 5 hoặc 6 giờ chiều thì gần như là em cũng không có bận gì ạ. Ví dụ công việc của anh là thường là đi công tác, đi công trình, theo công trình. Thì có nhiều công trình xa, chẳng hạn như giờ anh đang có công trình ngoài Phan Thiết. Thì có thể một tuần anh về. Còn những công trình gần gần như Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, tất cả công trình gần á. Thì cái sáng đi chiều về thì có thể anh chấp nhận được không? Ra thì cái vấn đề xa hay gần hay là các cái vấn đề công tác thì em nghĩ cũng không quá mức là khó khăn lắm. Bởi vì thực ra bây giờ vấn đề đi lại hay là xe cộ gì thì thực ra nó cũng rất là tiện lợi. Chủ yếu là quan trọng hai người có muốn gặp hay không ạ. Và ví dụ như em là một người nói chung là cũng hay, cũng thích sự lãng mạn một chút hoặc là cũng thích những cái sự quan tâm. Nhưng mà anh thường xuyên đi xa như thế thì anh có sẵn sàng là giống như sẽ về thăm với mức độ thường xuyên hơn được không? Được chứ, tại vì nếu mà đã có bạn gái hay là có một người nào đó rồi thì chắc chắn là sẽ về liên tục. Em ơi, em chưa có khui đồ của bạn trai nè, khui ra coi là gì. Dạ, em xin phép được mở quà. Tặng chó đi. Dạ, món quà là một bông hoa và khăn choàng một cái khăn, chắc là chiếc khăn gió ấm ạ. Chiếc khăn gió ấm. Đeo đeo cho bạn gái đi em. Em có thể xin phép đeo khăn em được không? Dạ vâng ạ. Choàng cổ cho em nhé. Dạ. Đeo xong hát bài tặng cô gái luôn đi. Hột nhẹ thôi nha. Dạ em cảm ơn. Hát bài nào tặng bạn gái đi. Thì anh tặng em một đoạn khúc thôi. Chứ tại vì anh không có thực được nhiều. Tại vâng ca khúc chân tình ha. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sáng mai, những nhọc nhằn chớm quên vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về em. Hay mà. Hay. Bạn gái đáp đi. Để đáp lại cái bài hát của anh thì em xin phép hát bài bài Cảm ơn tình yêu. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Hạnh phúc cho dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu. Và cho chúng ta một đêm phút giây còn mãi. Chắc là như thế được rồi ạ. Hay cảm quá ơn mọi người. Bây giờ hay quá. Bây giờ bạn trai tiến tới nắm tay bạn gái và cảm nhận nãy giờ mình cảm xúc như thế nào, nói cho bạn gái biết và bạn gái ngược lại cũng như thế. Nào, nếu em đồng ý thì cho anh xin phép mà nắm tay. Dạ vâng ạ. Mình đi tiếp con đường. Hai người nhìn nhau, nắm hai tay luôn, nhìn mặt đối mặt luôn. Em nói tất cả những suy nghĩ của em, cảm nhận về em từ đầu đến giờ với cô gái ấy. Thì theo cảm nhận của anh thì em là một người rất là thu hút đối với anh. Em cảm ơn anh. Ngược lại, cái cảm nhận ban đầu thì em thấy anh Hải là người nghiêm túc ạ. Dạ, và em cũng nhìn thấy cái sự chân thành ở chỗ anh Hải. Thì em nghĩ là trong cuộc sống của mình thì cũng không phải là dễ dàng để mình có một cái cơ hội để gặp ai đó. Thì em nghĩ là mình cứ cho một cái cơ hội để tìm hiểu. Còn tất cả thì sẽ chờ vào tương lai và cái sự lựa chọn của hai người trong tương lai. Quan điểm của hai đứa về con cái, về hôn nhân gia đình, anh Hải suy nghĩ thế nào ạ? Theo anh thì đơn giản lắm, nếu mà làm anh thì không cần phải làm dâu hay gì cũng được. Ví dụ như em thích ở chỗ nào thì có thể là mua nhà ở chỗ đó cũng được. Còn con thì là anh muốn có mấy đứa con ạ? Thì theo anh thì một hai đứa gì cũng được. Nói chung là anh cũng không có quan trọng trai hoặc gái hoặc cái gì đó. Nói chung là cũng đơn giản. Là có liền không? Má cưới cái có liền nhé. Cưới là có liền cũng mà được à? Đúng rồi. Rồi lúc đó là sao? Lúc đó còn nuôi bà bơ không hay sao? Nhưng mà các con thì cũng vẫn chăm sóc thôi, như một người con thôi thì. Em thích thì chắc chắn là anh cũng phải chiều thôi. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, về ghế đi các bạn. Bây giờ các bạn cũng đã trao đổi rồi ha. Chắc chắn cũng có cảm xúc đang rung động trong chính trái tim của mình. Và xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Hãy đưa ra quyết định bằng chính con tim của mình nha các bạn. Nào, bấm để chúng ta hướng tới một tương lai tốt đẹp. Quyết định.
3, 2, 1 hết thời gian. Nắm tay nhau thật đó. Bây giờ chính thức chúng ta hẹn hò với nhau rồi đó. Hải có nhớ em tên gì không? Dạ chưa. Rối rồi, rối dạ, rồi. Em bật mí cho Hải đi. Em tên Hương ạ. À, chúc mừng các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Những chiếc vé xem phim của cùng